Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2021, giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng sụt nhẹ lại 100 đồng một ký với các giống do giá gạo sụt. Nhiều thương lái ngưng mua, chờ lúa vụ đông xuân mới, gạo nguyên liệu lai rai, giá gạo có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể giá lúa hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 5.400 đến 5.600 đồng, OM380 giá 4.900 đến 5.000 đồng, OM9582 5.100 đến 5.200 đồng, lúa Nhật 5.800 đến 5.900 đồng, Hàm Châu 5.300 đến 5.400 đồng, nếp An Giang loại 3 tháng 5.100 đến 5.300 đồng, IR50404 thu đông giá 4.900 đến 5.000 đồng, VNR20 5.800 đến 4.900 đồng, Nàng Hoa 9 6.000 đến 6.200 đồng, Đài Thơm 8 5.700 đến 6.200 đồng, OM5451 thu đông giá 5.200 đến 5.400, OM18 giá 5.600 đến 5.900, OM6976 giá 5.300 đến 5.400, OM4900 5.700 đến 5.800, RVT 5.700 đến 5.800, ST24 6.200 đến 6.300 đồng. Tiếp theo sẽ là Jasmine, lúa Jasmine 6.500 đến 6.700 đồng, OM7347 là 5.900 đến 6.000 đồng, RVT khô là 7.000 đến 7.100, lúa khô OM4900 là 7.400 đến 7.500, Đài Thơm 8 khô 7.600 đến 7.700 nha bà con, ST24 khô là 8.000 đến 8.100, lúa khô OM18 là 6.900 đến 7.000 đồng, lúa Nhật khô 7.800 đến 7.900, nếp vỏ khô An Giang 6.600 đến 6.800, nếp vỏ khô Long An 6.900 đồng, lúa khô OM5451 6.600 đến 6.800, Jasmine Đông Xuân là 7.900 đến 8.000 đồng, lúa Hàm Châu khô là 7.400 đến 7.500, giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã luôn đồng hành cùng với kênh để mang đến nhiều thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ kênh và theo dõi nhiều nội dung nhanh chóng nha bà con nha. Cảm ơn bà con rất nhiều, kính chào và hẹn gặp lại.